Xin chào các cô dâu xinh đẹp của mùa cưới sắp tới. Đến ngày cưới rồi, một núi công việc cần lo lắng cũng đã xong. Nhưng phần quan trọng nhất làm các nàng vô cùng băn khoăn đó là mặc áo dài vào thì make up và làm tóc lên sẽ dễ bị già lắm đây này. Các bạn của chúng ta cũng đã bị như vậy rất nhiều rồi phải không? Thấu hiểu nỗi lòng của các nàng dâu yêu dấu, hôm nay Mai Phan giới thiệu tới các bạn một tông make up siêu baby trẻ trung cho các nàng dâu mặc áo dài trong những ngày ăn hỏi hay làm lễ hằng thuận hoặc là đãi tiệc. Cứ phải gọi là ngọt ngào đáng yêu hết mức nha. Đầu tiên, Mai Phan sử dụng xịt khoáng làm sạch da mặt và đồng thời cung cấp thêm độ ẩm cho da. Dùng tay massage cho nước khoáng khô rồi mới tiếp tục trang điểm các bước khác nhé. Tỉa gọn gàng cặp lông mày để lát nữa chúng ta tạo dáng lông mày một cách dễ dàng nhất. Với thời tiết giao mùa đồng đảnh như thế này, làn da rất dễ bị khô, căng và khó chịu. Nên mình chọn kem dưỡng ẩm Sezan của Nhật Bản để cung cấp đủ độ ẩm cho làn da trước khi make up. Chấm đều kem dưỡng lên toàn bộ gương mặt và thoa nhẹ nhàng theo hướng từ trong ra ngoài gương mặt để tránh tình trạng da mặt bị chảy xệ. Sau đó chúng ta dùng tay vỗ nhẹ kem dưỡng trên mặt để lòng tay tiết ra hơi ấm. Như vậy kem dưỡng sẽ dễ thẩm thấu vào da mặt và da mặt sẽ láng mượt hơn. Để có được lớp nền căng bóng đối với những làn da khô như thế này thì mình không thể bỏ qua sản phẩm kem lót tạo bóng của Make Up Forever Ultra HD. Chấm một lớp kem mỏng lên từng vùng trung tâm của gương mặt và thoa nhẹ cho lớp kem mỏng đều. Loại kem lót này không chỉ tạo độ bóng mà nó còn cung cấp thêm độ ẩm cho da nữa. Vì vậy, sau khi đã có lớp kem lót rồi thì lớp kem nền cũng nhờ đó mà dễ thẩm thấu và láng mượt hơn rất nhiều. Tiếp theo là kem nền Dior sẽ cho mình một lớp nền chắc khỏe. Dùng cọ tán đều kem nền và tán ngang từ trong ra ngoài gương mặt để lớp kem nền thật là mỏng mịn. Chú ý các góc khóe mũi và khóe mắt sẽ dậm nghiêng cây cọ để đưa kem nền vào một cách dễ dàng nhất. Sau khi tán đều kem nền bằng cọ rồi thì Mai Phan sẽ sử dụng bông dậm lại toàn bộ gương mặt giúp cho lớp nền thêm láng mịn, mượt và lâu trôi hơn. Để khuôn mặt thêm bật tông và giữ được độ sáng cả ngày, mình sử dụng kem che khuyết điểm Kylan cho vùng quầng thâm mắt để che giấu đi sự mệt mỏi của đôi mắt và cũng đồng thời làm highlight cho các vùng như trán, sống mũi và cằm luôn. Dùng cọ tán mỏng kem lên đúng vị trí của các vùng đó. Và chú ý vùng quầng thâm mắt sẽ không tán sát kem lên trên vùng khóe mắt vì nó sẽ dễ dàng tạo nếp nhăn cho đôi mắt. Hy vọng các bạn sẽ không mắc lỗi này nha. Kem nền đã được dậm láng mượt rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng má hồng Anillo. Tán má hồng ngay lúc này ta sẽ có được gò má ửng hồng tự nhiên và giữ được phần má lâu trôi. Với gương mặt bầu bĩnh này, mình sẽ tán má xéo từ gò má lên thái dương, tạo cho khuôn mặt thêm thanh thoát. Các bạn chú ý, từ lúc chưa phủ phấn, má sẽ rất là dễ bị bết trên bề mặt da. Chính vì vậy, các bạn hãy chọn những cây cọ thưa và dậm cọ thật nhẹ nhàng để má được tan trên gò má mà không bị bết lại. Tiếp theo là tạo khối cho gương mặt thêm thon gọn. Phấn nâu sẽ được tán lên các vùng xương quai hàm, hai bên thái dương và sống mũi, giúp cho gương mặt thon gọn và baby hơn. Mình dùng cọ tán nhẹ nhàng từ ngoài vào trong cho thật đều màu nhé. Riêng vùng sống mũi, mình dùng cây cọ nhỏ tản màu nâu từ đầu lông mày xuống 2/3 sống mũi và nhẹ nhàng tản màu thu nhỏ hai bên cánh mũi để sống mũi được cao, thanh tú hơn. Sau đó mình phủ thêm highlight nhũ cho từng vùng vắt sáng trên gương mặt, giúp gương mặt thêm căng mọng và nổi bật hơn. Để giữ cho lớp nền đẹp, chắc, khỏe và giữ được cả ngày không trôi, mình sử dụng phấn phủ Chanel phủ đều lên toàn bộ gương mặt. Loại phấn này, hạt bột phấn rất mỏng, mình thực sự rất hài lòng với em này. Với những vùng khóe mắt và khóe mũi, hãy dùng thêm một cây cọ nhỏ để dễ dàng đưa phấn vào nhé. Và bây giờ chúng ta đã có một lớp nền siêu mỏng mịn rồi. Mình chuyển qua bước trang điểm mắt nào. Cây mắt của Anizo là sản phẩm Mai Phan không thể bỏ qua. Nó giúp cho màu mắt bám chắc hơn và lên tông màu cực chuẩn. Các bạn có thể dùng cọ hoặc dùng tay để tán kem lên bầu mắt và tản mỏng lớp kem để máu mắt không bị bám dày và bết cục nhé. Với tông make up này, Mai Phan sử dụng bảng màu mắt của Vakoshi Hàn Quốc. Sẽ có rất là nhiều những tông màu vô cùng dễ thương. Màu hồng đất sẽ được tán vào đuôi mắt và màu mắt sẽ được đặt vào đúng khóe mắt rồi nhẹ nhàng tán đều 1/3 đuôi mắt nhé. Khi tán màu mắt cho vùng này, hãy chọn cây cọ nhỏ để dễ dàng tán màu ôm vào khuôn mắt mà không bị lem.
và máu mắt sẽ luôn được tản từ vùng khóe mắt ôm lên hốc mắt, tuyệt đối không để máu mắt bết cục lại, như vậy đôi mắt sẽ không thu hút. Tiếp theo mình dùng màu nâu đậm, màu này sẽ được tán tiếp lên vùng đuôi mắt và tạo độ sâu cho khuôn mắt. Tiếp tục tan cọ nhẹ nhàng và ôm lên hết phần hốc mắt. Màu nâu này cũng sẽ được tán cho đuôi mắt dưới để tạo độ sâu cho khuôn mắt nhé. Sau đó mình dùng màu nút lì tán từ trong bầu mắt, tan nhẹ nhàng chạm điểm đuôi mắt để đôi mắt được chuyển màu tự nhiên. Một chút nhũ ánh vàng tán cho 1/2 vùng mắt dưới để đôi mắt được sáng hơn nha. Sau khi tản màu mắt xong, mình sử dụng bút kẻ mắt của Suemura có đầu kẻ nhọn và sắc, sẽ giúp chúng ta thật dễ dàng vẽ được đường eyeliner thần thánh. Đường eyeliner sẽ được đặt bút từ khóe mắt đi xéo lên đuôi lông mày, và đường vẽ này sẽ chỉ kéo dài 3 ly thôi, sau đấy thì chúng ta sẽ kẻ ngược lại, kẻ về hết đầu mắt một đường eyeliner thật mảnh. Phần kẻ mắt này các bạn hãy giữ ngón tay của mình vào bầu mắt để cơ mắt không chớp mắt, và như thế chúng ta sẽ dễ dàng kẻ được đường eyeliner đẹp nhất nhé. Hãy bấm cong lông mi thật và chuốt mascara để giữ lại độ cong cho lông mi thật. Sau đó chuốt cả lông mi dưới dày thật dày để tạo độ long lanh cho đôi mắt. Với đôi mắt này, Mai Phan sử dụng Mi 3D giúp cho đôi mắt thêm sắc nét và nổi bật hơn. Hãy nhớ bấm lông mi giả và tỉa gân mi giả trước khi dán lên mắt để cho cô dâu của chúng ta luôn có cảm giác dễ chịu khi gắn mi giả. Sau đó mình dùng chì trắng Enizo tô cho viền mắt dưới, tạo cảm giác đôi mắt được sáng long lanh hút hồn hơn. Lưu ý nhỏ khi các bạn mắc lỗi trang điểm mắt. Các bạn nào mà bị lem chuốt mi ra mắt thì hãy thật bình tĩnh, dùng bông tăm chấm kem che khuyết điểm lăn nhẹ lên da là sẽ hết ngay nhé. Đối với những cặp lông mi thật hay bị duỗi, bạn có thể dùng keo dán mi chuốt vào nó. Để cho keo gần khô rồi mình dùng cán cây cọ chuốt lông mi thật tiếp với lông mi giả. Hãy làm tương tự như vậy cho đôi mắt còn lại nhé. Vậy là Mai Phan đã thổi hồn xong cho đôi mắt long lanh hút hồn biết nói rồi. Bây giờ chúng ta cùng đến với cặp lông mày nha. Để có được cặp lông mày gầy sợi thật tự nhiên mà bất kỳ nàng nào cũng muốn sở hữu, thì bước đầu tiên các bạn cần xác định các điểm lông mày thật chính xác, sau đó mới tiến hành vẽ từng sợi mảnh. Đầu tiên, Mai đặt bút thẳng giữa sống mũi làm tâm điểm, sau đó xác định hai đuôi lông mày bằng một đường thẳng đặt xéo từ đỉnh môi đến đuôi lông mày, hoặc nối các điểm cũng từ đỉnh môi, khóe mũi, khóe mắt, đuôi lông mày với nhau để lấy điểm đuôi chính xác nhất. Sau đó xác định điểm đầu lông mày từ đỉnh môi đi thẳng lên cánh mũi và lên đầu lông mày để lấy điểm đầu chính xác nhất. Sau khi đã đo và định hình được dáng lông mày rồi, mình dùng chì đen và chì nâu kết hợp với nhau để tạo hiệu ứng 3D cho cặp lông mày gầy sợi đúng tiêu chuẩn quốc tế. Lông mày sẽ được chia ra làm 3 phần và Mai sẽ lấy 1/3 của đầu lông mày gầy sợi đi lên, 2/3 của lông mày còn lại chúng ta sẽ gầy sợi đi xuống. Mình sẽ dùng chì đen vẽ các sợi chính từ đầu lông mày cho đến hết đuôi lông mày, sau đó mới dùng chì nâu vẽ tiếp các sợi mảnh đan xen vào điểm giữa của sợi đen lúc trước. Các bạn chú ý, mỗi sợi lông mày sẽ được cách nhau từ 1 cho đến 1,5mm tùy theo độ dày hay mỏng của lông mày thật. Với công thức như vậy, chắc chắn các bạn sẽ gầy được một cặp lông mày gầy sợi đẹp tự nhiên đúng theo tiêu chuẩn quốc tế mà bất kỳ nàng đẹp nào cũng muốn sở hữu nó. Cuối cùng, mình sử dụng mascara nâu đồng chuốt cho lông mày được đều màu và nhẹ nhàng hơn. Và tiếp tục như vậy cho bên lông mày còn lại nhé. Một chút son dưỡng cho bờ môi thêm mềm mịn. Với tông make up này, mình chọn màu hồng baby để cho cô dâu của chúng ta trở nên ngọt ngào và trẻ trung. Tán nhẹ son từ lòng môi ra ngoài để viền môi không bị dày và cứng nhé. Tản màu son thật mỏng để son môi được tự nhiên và không hằn son vào các rãnh môi. Cuối cùng, Mai Phan sử dụng xịt khoáng 3CE giúp tăng cường thêm độ ẩm cho làn da, căng bóng mịn màng suốt cả ngày. Và Mai Phan đã chia sẻ xong các bước make up rồi. Các nàng dâu yêu hãy yên tâm khi mặc áo dài sẽ không bao giờ bị make up già đâu nhé. Chúc các cô dâu sẽ trở thành nàng lọ lem hạnh phúc nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn yêu quý Mai Phan thì hãy nhấn nút đăng ký kênh,
comment các câu hỏi phía dưới. Mai hứa sẽ dành thời gian trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn bằng những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!